Cây tre thì người ta nghĩ ngay đến những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là quen thuộc, những cái làng quê rất là yên bình, và tôi muốn níu giữ một cái gì đó còn rất là bình dị. Sinh ra và lớn lên thì trong làng thì cũng đã được thấy, được nhìn thấy và được sờ nắng, được thử làm cái tre rồi. Đây là một cái nghề truyền thống của gia đình và của làng. Qua cái thời gian phát triển thì dần dần thì có những cái sự thay đổi. Mọi người bắt đầu sử dụng những cái vật liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà nhìn nhận lại thì những cái sản phẩm đó nó đang gây một cái tác động rất là lớn đến môi trường. Cho nên là bắt đầu có rất là nhiều người muốn quay về lại với những cái sản phẩm tự nhiên. How long would it take you to finish to make a bike like that? I need more 2 weeks. With, 2 weeks? Yeah. Is that all? With the handle. Only, yeah. Wow. Only frame and 2 weeks. Yeah, especially here, even the frame here is bamboo. Completely to go down on it, it's all bamboo. Back brakes. Very strong. How do you feel? Do you like it, she said? Easy, yeah. Much better. Yeah. It's much more fun. It's much nicer. Yeah. There's nothing to look at. Yeah. Anh Võ Tấn Tân, một người con của phố Hội, đã dành nhiều thời gian, tâm sức để đưa tre vào sinh hoạt hàng ngày thay vì chỉ nằm ở ký ức. Năm 2009, lượng du khách tới Hội An ngày một đông nên xe đạp và người đi bộ mới được cho phép di chuyển trong phố cổ. Từ đó, anh Tân nảy ra ý định làm sản phẩm thân thiện với môi trường và anh nghĩ đến cây tre làng. Anh Tân bắt tay vào làm chiếc xe đạp bằng tre. Những cái khung đầu tiên thì nó rất là xấu xí và thậm chí nó cũng không được chắc chắn lắm. Khó nhất của cái việc làm cái khung này thì làm sao để kết nối nó lại với nhau, nó đảm bảo chắc chắn và nó có cái độ thẩm mỹ cao. Hiện nay thì mình vẫn đang dùng keo và cái sợi gai. Cái sợi gai này thì nó là một cái sợi tự nhiên, nó khá là chắc chắn. Thì trước đây thì người dân ở cái vùng này thì người ta lại dùng cái sợi này và người ta xe lại làm những cái tấm lưới đánh cá, có thể sử dụng hàng vài chục năm. Thì bây giờ là cái khâu mà em quấn là cái khâu rất là quan trọng. Thì em làm sao là em phải hiểu được là cái khung nó chịu lực như thế nào để mình có những cái đường quấn của mình nó tạo ra những cái liên kết mà khi mà vận động cái xe nó chạy thì nó chịu lực tốt ở điểm đấy. Mình vừa quấn là mình vừa kéo căng sợi dây đó mình. Ừ đúng rồi. Mình kéo căng rồi mình sẽ chằng cái mí đó lại đi ngược lại. Thì làm sao các cái sợi nó trải đều ra. Nó không bị chỗ cao chỗ thấp. Không phải là dừng lại ở một cái sản phẩm mà cái mục tiêu là tôi muốn làm mọi thứ bằng tre để làm sao mà quảng bá cho được nhiều người thấy được rằng tre có thể làm được mọi thứ, và lúc đó thì người ta sẽ sử dụng tre nhiều hơn và tre nó hiện diện trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người nó nhiều hơn nữa. Từ xe đạp đến ô tô, từ những đồ chơi cho trẻ nhỏ, tới những vật dụng trang trí trong gia đình, tất cả đều được sản xuất từ tre. Tuy nhiên, anh không đưa tre vào sản xuất hàng loạt. Hiểu về đặc tính của tre
khiến anh Tân quyết định xây dựng một xưởng sản xuất với quy mô nhỏ và vừa, với không gian xưởng hòa mình với thiên nhiên.